Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin quan hệ Việt-Mỹ sẽ tiến triển ra sao trong thời gian tới. Những biến động chính trị trên chính trường Việt Nam, nhất là sau sự kiện ông Nguyễn Phú Trọng đi Bắc Kinh triều kiến và việc phế truất Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh mới đây, khiến cho giới quan sát đặt câu hỏi quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ có bị ảnh hưởng bởi sự kiện này hay không? Và mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Mỹ sẽ tiến triển ra sao trong thời gian tới? Đây là hình ảnh bài báo trên trang EFA bình luận về ảnh hưởng của việc loại bỏ ông Phạm Bình Minh đối với quan hệ Việt-Mỹ. Nhà cầm quyền của Đảng Cộng sản Việt Nam luôn coi thị trường Mỹ là nơi có thể bòn rút đô la, nhưng lại vẫn luôn coi Mỹ là kẻ thù, dù hai nước đã bình thường hóa quan hệ được 27 năm và đã trở thành đối tác toàn diện được 10 năm. Nhưng với Trung Quốc cũng từng là một cựu thù, thì chính quyền Việt Nam lại coi như vừa là đồng chí, vừa là anh em, là bạn, bốn tốt. Tuy nhiên, người dân thì ngược lại, tuy không có khảo sát nhưng sẽ không ngoa nếu nói rằng ít nhất có trên 90% người dân Việt Nam ghét Trung Quốc và có cảm tình với Mỹ hơn. Hình ảnh Trung Quốc trong ấn tượng của người Việt Nam là sự hung hăng trên Biển Đông, là hóa chất độc hại, là lừa đảo, cưỡng bức, buôn người. Câu chuyện người dân cương quyết phản đối vaccine của Trung Quốc là một ví dụ điển hình của mức độ không tin tưởng vào sản phẩm có nguồn gốc từ Trung Quốc của người Việt Nam. Hình ảnh của Mỹ lại gắn liền với những sản phẩm chất lượng cao, độ tin cậy cao và môi trường giáo dục mà người Việt Nam nào cũng mơ ước được đưa con em của mình tới đó để học. Quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và Trung Quốc từng trải qua những giai đoạn thăng trầm, từng lạnh lẽo và từng nồng ấm. Sự lạnh lẽo hay nồng ấm tất nhiên có chịu ảnh hưởng từ quan điểm của người lãnh đạo. Trên hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng và ông Phạm Bình Minh thời còn nồng ấm. Trong giai đoạn 1978 đến 1979, lãnh đạo đảng khi đó là ông Lê Duẩn là một người cương quyết chống Tàu. Vì vậy đã nổ ra cuộc chiến biên giới ở phía Bắc vào năm 1979. Giai đoạn này, Việt Nam và Trung Quốc coi nhau như kẻ thù không lợi trời chung. Nhưng vào cuối năm 1990, trước nguy cơ mất đảng do làn sóng sụp đổ của khối Đông Âu xã hội chủ nghĩa, ông Nguyễn Văn Linh hèn kém lại quay sang ôm chân Tàu kéo Việt Nam về một thời kỳ mà Nguyễn Cơ Thạch gọi là thời kỳ Bắc thuộc mới rất nguy hiểm. Những gì diễn ra trong hơn 3 thập kỷ qua đã chứng minh lời ông Thạch nói ra. Lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay, ông Nguyễn Phú Trọng là người thân Tàu rất rõ. Điều này ai cũng có thể thấy được. Tuy nhiên, từ sau chuyến triều kiến của ông Trọng vào cuối tháng 10 năm 2022, mức độ lệ thuộc của Việt Nam vào Trung Quốc càng sâu hơn. Với 13 văn kiện được ký kết trong chuyến thăm lần này, giờ đây Việt Nam sẽ không còn được phép nói hay làm gì Phật Ý, đàn anh, phương Bắc nữa. Sau chuyến triều kiến này, ông Trọng liền ra tay loại bỏ ông Phạm Bình Minh, người con trai của Nguyễn Cơ Thạch, người có tư tưởng chống Tàu và thân Tây từ rất sớm. Nhiều người quan sát chính trị cho rằng việc buộc trách nhiệm của ông Phạm Bình Minh về chuyến bay giải cứu chỉ là cái cớ để phế truất ông. Cho dù ông Minh không dám thể hiện tư tưởng chống Tàu rõ ràng như người cha của mình. Đây là hình ảnh bài báo trên BBC bình luận về quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ. Những người quan sát theo quan điểm này cho rằng có 3 lý do để Đảng loại bỏ ông Phạm Bình Minh. Đó là thứ nhất, cuộc đấu đá trong nội bộ của Đảng Cộng sản Việt Nam đã đến hồi quyết liệt loại bỏ ông Minh để đưa người của phe cách mạng vào trong Đảng. Thứ hai, ông Minh là một người được đào tạo từ phương Tây, dù ít hay nhiều thì ông cũng mang quan điểm tư tưởng phương Tây, và đây là cái gai trong mắt người lãnh đạo bảo thủ thân Tàu như ông Trọng. Thứ ba là sức ép từ đàn anh đã khiến tiến trình loại bỏ được xúc tiến nhanh hơn. Và câu hỏi đặt ra là việc Đảng loại bỏ ông Phạm Bình Minh có ảnh hưởng đến quan hệ Việt Nam và Mỹ hay không? Có lẽ là có, nhưng không ảnh hưởng quá lớn. Việt Nam hiện nay đang rất cần Mỹ để phát triển kinh tế và e ngại phản ứng của người dân nên sẽ không từ bỏ mối quan hệ này. Nhưng Việt Nam lại e ngại mất lòng Trung Quốc và e ngại phải giải trình về hồ sơ nhân quyền, cho nên cũng sẽ không tiến thêm những bước đi khiến quan hệ song phương thân cận hơn. Mỹ thì dù khó chịu về thái độ lập lờ hai mặt của Việt Nam, nhưng vì vị trí chiến lược của Việt Nam tại Biển Đông và vai trò quan trọng trong sự cạnh tranh giữa Mỹ và Trung Quốc nên cũng sẽ không từ bỏ Việt Nam. Và vì vậy, có lẽ mối quan hệ giữa Việt Nam và Mỹ vẫn duy trì ở mức đối tác toàn diện như hiện nay. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.d với bản tin quan hệ Việt-Mỹ sẽ tiến triển ra sao trong thời gian tới. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin
Trần Lưu Quang chính thức là phó thủ tướng, họ Trần là khắc tinh của họ Phạm. Thủ tướng cẩn thận củi lửa. Không ngoài dự kiến của những tin đồn trước đó, chiều ngày 5 tháng 1, ngày đầu tiên của kỳ họp bất thường Quốc hội khóa 15, ông Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội đề nghị phê chuẩn bổ nhiệm nhân sự phó thủ tướng chính phủ nhiệm kỳ 2021-2026. Ông Trần Hồng Hà, Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường và ông Trần Lưu Quang, Bí thư Thành ủy Hải Phòng được đề cử làm phó thủ tướng chính phủ. Như vậy, chuyện bầu bán chỉ là hình thức, kết quả hay ông này sẽ là phó thủ tướng. Ông Trần Lưu Quang là phó thủ tướng thường trực thay cho ông Phạm Bình Minh. Ông Trần Hồng Hà là phó thủ tướng thay cho ông Vũ Đức Đam. Đáng bàn nhất chính là nhân vật Trần Lưu Quang, là một ẩn số có sức mạnh chính trị khó ai địch nổi. Đây là hình ảnh ông Trần Lưu Quang và ông Trần Hồng Hà là sẽ là hai phó thủ tướng. Nhìn có đường tiến thân của ông Trần Lưu Quang không khỏi làm nhiều người ngỡ ngàng. Làm bí thư Tỉnh ủy tỉnh Tây Ninh chỉ có 3 năm 221 ngày, làm phó bí thư thường trực Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ có 2 năm 66 ngày, làm bí thư Thành ủy Hải Phòng chỉ có 1 năm 246 ngày là soán ngôi phó thủ tướng thường trực của Phạm Bình Minh. Tức là càng về sau, tốc độ thăng chức của ông Trần Lưu Quang càng nhanh hơn. Vậy ông Trần Lưu Quang là ai mà tên nhanh diều gặp gió như vậy? Có một sự thật thú vị là ông Trần Lưu Quang ngồi vào ghế nào thì người ngồi trước đó gặp đại họa. Ông Trần Lưu Quang ngồi vào ghế của Tất Thành Cang thì Tất Thành Cang sau đó vào tù. Ông Trần Lưu Quang ngồi vào ghế của ông Lê Văn Thành để lại thì ông Lê Văn Thành bị dính bệnh thập tử nhất sinh. Và giờ đây khi ông Trần Lưu Quang đã ngồi vào ghế của ông Phạm Bình Minh thì ông Phạm Bình Minh cũng cẩn thận. Đại họa có thể sẽ ập đến bất cứ lúc nào. Có người nói rằng sang năm 2023 họ Trần đang là khắc tinh của họ Phạm. Ý của người ta là ông Trần Lưu Quang đang là khắc tinh của ông Phạm Bình Minh và ông Trần Lưu Quang giờ đây lại rất gần một ông họ Phạm khác, đó là ông Phạm Minh Chính. Nhận xét này thì có vẻ mê tín, tuy nhiên ở góc nhìn khác cũng khá thú vị về tình hình chính trị của Việt Nam hiện nay. Đây là hình ảnh liệu tương lai Trần Lưu Quang có soán ngôi Phạm Minh Chính hay không. Khi ông Trần Lưu Quang ngồi vào ghế phó thủ tướng thường trực thì câu chuyện của ông Bộ Chính trị chỉ là vấn đề thời gian, mà từ ghế phó thủ tướng thường trực này thì bước sang ghế thủ tướng rất nhanh. Ông Phan Văn Khải, ông Nguyễn Tấn Dũng và ông Nguyễn Xuân Phúc trước kia khi lên nắm chức thủ tướng đều từ chiếc ghế phó thủ tướng thường trực mà đi lên. Xa nữa, ông Võ Văn Kiệt làm phó thủ tướng, phó chủ tịch hội đồng bộ trưởng thứ nhất, tức là tương đương phó thủ tướng thường trực. Và ông Đỗ Mười cũng tương tự, chỉ có ông Phạm Minh Chính làm thủ tướng không qua chức phó thủ tướng thường trực. Ông Trần Lưu Quang đang thế thừa thắng xông lên, còn ông Phạm Minh Chính lại vất vả chống đỡ những đợt bão trước được tạo ra từ ông Tổng Bí Thư. Có 4 vị phó thủ tướng mà có đến 3 trong số này đã bị gãy giữa nhiệm kỳ, nên không thể nói ghế thủ tướng hiện tại của ông Phạm Minh Chính là vững chắc cho được. Hiện nay không chỉ có 2 cơn bão Việt Á và chuyến bay giải cứu, mà mới đây còn nổi lên một cơn bão tiếp nữa, đó là cơn bão Cục Đăng Kiểm Bộ Giao thông Vận tải. Tất cả đều thuộc phạm vi quản lý của ông Thủ tướng Chính phủ. Đây là hình ảnh bài viết trên Cafebiz đăng vào chiều ngày 5 tháng 1. Chiều ngày 5 tháng 1 có thông tin Quốc hội khóa 15 bầu ông Trần Lưu Quang vào ghế Phó Thủ tướng thì trang Cafebiz có đăng một mẩu tin nhỏ với nội dung hình ảnh quầng mây lạ xuất hiện tại Tây Ninh ngay lúc này. Và kèm theo là tấm ảnh núi Bà Đen giống như hình đuôi rồng. Không biết đây là trường hợp tự nhiên, kỳ thú, trùng hợp, cùng lúc với việc ông Trần Lưu Quang vào chính phủ. Hay đây chỉ là trò đùa của ai đó, cố tình dùng kỹ thuật để tạo ra bức ảnh. Tấm hình ấy cũng chỉ là tham khảo cho vui, thực tế sẽ chẳng có ý trời nào cả. Mà vấn đề là cha của ông Trần Lưu Quang là đồng chí nào mà sao, một ông con không có gì xuất sắc, không có gì nổi trội, lại lên như diều gặp gió như vậy. Thật là khó hiểu. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d với bản tin Trần Lưu Quang chính thức làm phó thủ tướng, họ Trần là khắc tinh họ Phạm. Ông thủ tướng cẩn thận củi lửa. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.